Hello, xin chào mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình và mình là YouTube Em Hero đây. Và hôm nay mình có một thông báo đột xuất, đó là trong một tháng tới thì mình sẽ ít ra clip hơn trên kênh YouTube Em Hero và mình sẽ chuyển sang kênh YouTube của anh Tali, tại vì một vấn đề về kênh mà mình sẽ không tiện nhắc đến ở đây. Và trong thời gian tới thì mình sẽ hoạt động rất rất nhiều trên kênh của anh Tali, thì mình sẽ làm về meta của tháng 8 cũng như là các gameplay của những người nổi tiếng mà các bạn muốn xem, như kiểu Jack, Lucas hay là Royer, biệt là Grapher hay là Remy, Lockbit. Và cảm ơn các bạn đã trong thời gian qua đã support cho mình. Và nếu các bạn có yêu thích video của mình thì nhớ like, share, subscribe kênh của chúng mình, của anh Kali và của mình. Nói chung là bây giờ mình sẽ tag anh Kali có lẽ là lâu dài đấy. Nếu các bạn nào có yêu thích cái kênh của mình thì có thể support mình qua PayPal, có donate cho mình cảm ơn rất là nhiều. Ok, và xin chào và hẹn gặp lại, và nhớ subscribe kênh của anh Tali, và mình sẽ để phần bên dưới phần mô tả link video kênh của anh Tali nhé. Cảm ơn. Subscribe. Subscribe.